Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu, 24 tháng 7 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ quyết đánh gục đế chế hàng hải Trung Quốc. Tại hội thảo online về an ninh của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS vào ngày 21 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã có bài viết và phát biểu quan trọng về an ninh khu vực giữa Ấn Độ và Thái Bình Dương. Bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được truyền thông quốc tế đánh giá vừa là một bản cáo trạng của những vi phạm của Trung Quốc trong khu vực, vừa là một tuyên bố tái định hình chính sách an ninh tại khu vực của Hoa Kỳ, trong đó đặc biệt nhấn mạnh những nỗ lực ngăn chặn đế chế hàng hải của Trung Quốc. Biển Đông là nội dung chiếm thời lượng lớn nhất trong bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Esper. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Mark Esper. Ông Esper đánh giá những hoạt động của quân đội Trung Quốc trong khu vực là gây bất ổn và rằng Trung Quốc đang tiếp tục hành vi hung hăng ở khu vực phía Đông và trên Biển Đông. Ông khẳng định việc bồi đắp và các cuộc tập trận quân sự bất hợp pháp của Trung Quốc trên biển và xung quanh các thực thể đang tranh chấp ở Biển Đông không phù hợp với các cam kết được nêu trong tuyên bố vào năm 2002 về ứng xử của các bên trên Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Esper cũng nhắc đến việc Trung Quốc bắt nạt các quốc gia ASEAN để buộc các nước này phải ngưng các hoạt động phát triển dầu khí tiềm năng ngoài khơi trị giá khoảng 2,6 nghìn tỷ đô la, đồng thời ngăn cản các nước này đánh bắt cá tại ngư trường quan trọng của họ. Và ông nói rằng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không có quyền biến vùng biển quốc tế thành một khu vực độc quyền hoặc đế chế hàng hải của riêng mình. Và từ đó, ông cho biết chính sách của Hoa Kỳ về Biển Đông là đảm bảo vệ một Ấn Độ và Thái Bình Dương tự do và cởi mở, bắt nguồn từ các giá trị lịch sử của quan hệ kinh tế mà chúng tôi chia sẻ với các đồng minh và đối tác, và chỉ phát triển sâu hơn khi đối mặt với những nỗ lực làm suy yếu nó. Trong phần phát biểu của ông, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Esper về Biển Đông, giới chuyên gia rất lưu ý những cụm từ đế chế hàng hải đã được giới chức cấp cao của Mỹ sử dụng liên tiếp trong những ngày gần đây. Đây là hình ảnh ông Ronald Reagan, Tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ, người phát ngôn ra chương trình Chiến tranh giữa các vì sao nhắm vào đế chế Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh. Báo Thanh Niên đã dẫn lời của tiến sĩ Nagao, Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ nhận định, xét về yếu tố lịch sử, chữ đế chế ở đây thể hiện quan điểm của Mỹ sẵn sàng đối đầu. Đầu thập niên 1980, khi Mỹ mới bước vào giai đoạn mới của Chiến tranh Lạnh bằng cách kích hoạt chương trình Chiến tranh giữa các vì sao, Tổng thống Mỹ khi đó là Ronald Reagan cũng đã dùng đến từ đế chế nhắm vào Liên Xô. Và giờ đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Esper đã dùng khái niệm đế chế dường như ẩn chứa thông điệp đối đầu rõ ràng hơn nhằm vào Trung Quốc. Học giả Nagao cũng lưu ý đến việc đương kim Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã sử dụng rất nhiều từ mạnh mẽ như bắt nạt, đế chế hàng hải, hoặc cưỡng ép, hoặc hành vi xấu, hoặc là bất hợp pháp khi mô tả về Trung Quốc. Trong khi đó, tại đối thoại Shangri-La diễn ra ở Singapore giữa năm ngoái, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó là ông Patrick Shanahan đã sử dụng những từ ngữ mềm dẻo hơn để mô tả về Trung Quốc trong bài phát biểu của mình. Và như vậy, sau khoảng một năm, Washington đã có một cái nhìn rõ ràng hơn về hành vi xấu của Bắc Kinh. Tại hội thảo online về an ninh vào hôm 21 tháng 7 nói trên, ông Esper cũng yêu cầu các nhà lãnh đạo Trung Quốc tuân thủ luật pháp và chuẩn mực quốc tế mà Trung Quốc và người dân Trung Quốc đã được hưởng lợi rất nhiều từ những năm qua. Đồng thời, ông cũng đưa ra lời cảnh báo rằng, trong khi chúng ta hy vọng Đảng Cộng sản Trung Quốc thay đổi cách thức của mình, chúng ta cũng phải chuẩn bị cho những phương án thay thế. Và ông cũng khẳng định, chúng ta phải duy trì một hệ thống tự do và cởi mở, phải đảm bảo hòa bình và thịnh vượng cho hàng triệu con người, tôn trọng chủ quyền, giải quyết tranh chấp bằng hòa bình, tuân thủ luật pháp và chuẩn mực quốc tế, thúc đẩy thương mại tự do và công bằng. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng không một quốc gia nào có thể thống trị cộng đồng, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc cùng với các đồng minh và đối tác của mình để hỗ trợ một Ấn Độ và Thái Bình Dương thịnh vượng và an toàn cho tất cả mọi người. Ông nói tiếp, chúng tôi đang khuyến khích các quốc gia Ấn Độ và Thái Bình Dương mở rộng các mối quan hệ an ninh nội khối và mạng lưới các đối tác cùng chí hướng. Và điểm mấu chốt của bài phát biểu về vấn đề Biển Đông, nhưng ông Esper đã đề cập đến các điểm nóng khác của Ấn Độ và Thái Bình Dương mà những xung đột này đều liên quan đến Trung Quốc với quốc gia và vùng lãnh thổ khác trong khu vực như là Ấn Độ hoặc Đài Loan hoặc Nhật Bản và New Zealand. Đây là hình ảnh binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ trong một lần đối đầu tại đường kiểm soát thực tế vào hồi tháng 5 năm 2020.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cũng cho biết Mỹ đang theo dõi rất chặt chẽ tình hình giữa Ấn Độ và Trung Quốc dọc theo đường kiểm soát thực tế. Ông nói, chúng tôi đang theo dõi tình hình giữa Ấn Độ và Trung Quốc rất chặt chẽ. Những gì đang xảy ra theo đường kiểm soát thực tế và chúng tôi rất vui khi thấy cả hai bên đang cố gắng làm giảm nhiệt tình hình. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Esper cũng nói rằng mối quan hệ của Mỹ với Ấn Độ là một trong những quan hệ quốc phòng quan trọng nhất của thế kỷ thứ 21. Và trong bối cảnh xung đột ở biên giới Ấn Độ và Trung Quốc, một nhóm tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ do tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Nimitz dẫn đầu đã thực hiện một cuộc tập trận quân sự với một hạm đội tàu chiến của Ấn Độ ngoài khơi bờ biển Andaman và Nicobar hôm thứ Hai. Các quan chức ở New Delhi cho biết, 4 tàu chiến tiền tuyến của Hải quân Ấn Độ đã được tham gia cuộc tập trận PASEX khi nhóm tấn công tàu sân bay của Mỹ đi qua khu vực Ấn Độ Dương trên đường trở về từ Biển Đông. Tàu USS Nimitz là tàu sân bay thuộc dạng lớn nhất thế giới và cuộc tập trận giữa hai quốc gia có ý nghĩa quan trọng bởi nó diễn ra giữa lúc căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở phía đông Ladakh cũng như việc Trung Quốc tăng cường hiện diện quân sự trên Biển Đông. Ông Esper nói rằng cuộc tập trận ở Ấn Độ Dương cho thấy sự hợp tác ngày càng tăng giữa các lực lượng hải quân Ấn Độ và Mỹ. Đây là hình ảnh tàu sân bay USS Nimitz cùng nhóm tàu phối hợp hoạt động tại vùng vịnh Bengal ngoài khơi quần đảo Andaman và Nicobar, một lãnh thổ liên kết của Ấn Độ. Ông phát biểu tiếp, tôi muốn nêu bật sự hợp tác quốc phòng ngày càng mạnh mẽ của chúng tôi với Ấn Độ, một trong những quan hệ quốc phòng quan trọng nhất của thế kỷ thứ 21. Chúng tôi đã tiến hành cuộc tập trận quân sự chung đầu tiên vào tháng 11 năm ngoái. Như chúng tôi đã nói, vào hôm nay, tàu USS Nimitz đang tiến hành một cuộc tập trận chung với Hải quân Ấn Độ ở Ấn Độ Dương, thể hiện cam kết chung của chúng tôi trong việc hợp tác mạnh mẽ hơn và ủng hộ một Ấn Độ và Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Và các tàu sân bay của chúng tôi đã tới Biển Đông và Ấn Độ, Thái Bình Dương kể từ Thế chiến thế giới lần thứ hai. Chúng tôi sẽ ủng hộ chủ quyền của bạn và các đối tác của chúng tôi. Ngoài vấn đề về Biển Đông và biên giới với Trung Quốc, Ấn Độ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cũng đề cập đến áp lực ngày càng tăng của Trung Quốc lên bán đảo Đài Loan. Ông Esper nói rằng không ai ở Đài Loan tin rằng Trung Quốc sẽ thực hiện một quốc gia, hai chế độ ở đây. Ông cũng nói rằng Trung Quốc sẽ thực hiện các cuộc tập trận mô phỏng để chiếm lấy một hòn đảo do Đài Loan kiểm soát và gọi đây là một hoạt động gây bất ổn và có thể trở thành những tính toán sai lầm. Và trong một cuộc trao đổi trực tuyến, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cũng bày tỏ hy vọng có thể thăm Trung Quốc vào cuối năm nay. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hoàng chào đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Mark Esper tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 18 tháng 11 năm 2019 trong cuộc gặp mặt bên lề của một cuộc gặp thường niên của các Bộ trưởng Quốc phòng Đông Nam Á. Bộ trưởng Esper cũng hy vọng sẽ đến thăm Trung Quốc vào cuối năm nay để cải thiện các kênh truyền thông khủng hoảng và bàn về các vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm. Ông nói, trước khi hết năm, tôi hy vọng có thể đến thăm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lần đầu tiên với tư cách là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng để tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng và thiết lập các hệ thống cần thiết cho truyền thông khủng hoảng và củng cố ý định cạnh tranh công khai trong hệ thống quốc tế. Chúng tôi không tìm kiếm xung đột. Chúng tôi cam kết mối quan hệ mang tính xây dựng và có kết quả với Trung Quốc và trong mối quan hệ quốc phòng của chúng tôi để mở ra các kênh truyền thông và giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, bên cạnh việc thể hiện công khai mong muốn đến thăm Trung Quốc vào cuối năm nay, ông Esper cũng vẫn khẳng định Hoa Kỳ đang bố trí các lực lượng để chống lại sự khiêu khích của Trung Quốc. Cụ thể sẽ gia tăng các hoạt động vì tự do hàng hải nhằm đối phó với những hành vi bất hợp pháp và yêu sách quá đáng của Trung Quốc. Cũng cần lưu ý là số lượng các hoạt động vì tự do hàng hải mà Mỹ thực hiện trong thời gian qua đã tăng cao chưa từng thấy từ năm 2019 so với cả 4 thập niên vừa qua. Và không chỉ giới chức trong lĩnh vực quốc phòng, giới chức ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích hành động của Trung Quốc kể từ sau ngày 13 tháng 7 năm 2020, thời điểm Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố lập trường của Mỹ đối với các tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông và đánh dấu một sự thay đổi quan trọng trong chiến lược của Mỹ nhằm chống lại đà bành trướng của Trung Quốc. Đây là hình ảnh chụp màn hình bài viết ngày 14 tháng 7 của Đại sứ Hoa Kỳ tại Thái Lan Michel Yorker phát huy quyền chủ quyền của tất cả các quốc gia, lên án các hành vi lấn lướt, vi phạm pháp luật quốc tế của Trung Quốc được đăng tải trên trang web chính thức của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Thái Lan cũng như trang Facebook của cơ quan đại diện ngoại giao này. Các đại sứ quán Mỹ ở Thái Lan, Malaysia, Philippines và Campuchia
đã liên tiếp đưa ra các thông cáo và bình luận trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook và các phương tiện truyền thông địa phương. Và các đại sứ quán Mỹ cũng cho rằng hành động của Bắc Kinh đã vi phạm xâm lấn chủ quyền của nước khác. Đại sứ quán Mỹ tại Thái Lan đã viết bài tố cáo các đập thủy điện của Trung Quốc trên thượng nguồn sông Mekong giữ lại nước sông trong mùa hạn hán vào năm ngoái. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Myanmar thì so sánh hành động của Trung Quốc ở Biển Đông với cách thức Bắc Kinh hành xử tại chính nước này, nêu bật những điều bị coi là sai trái như biến các khoản đầu tư thành bẫy nợ, buôn bán phụ nữ Myanmar qua Trung Quốc dưới hình thức con dâu để cho ma túy từ Trung Quốc tràn ngập vào quốc gia Đông Nam Á này. Và những động thái mới của giới chức ngoại giao Hoa Kỳ được coi là sự đánh dấu cho một chiến thuật mới của ngành ngoại giao Mỹ trong khu vực nhằm mục đích chỉ rõ cho thế giới thấy rằng Trung Quốc là mối đe dọa cho hòa bình, ổn định và an ninh của Ấn Độ và Thái Bình Dương. Và chiến thuật này đã thu lại được những thành công đầu tiên, đó là sự đồng tình một cách kín đáo và công khai của một số chính phủ Đông Nam Á với lập trường mới nhất của Hoa Kỳ. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 24 tháng 7 năm 2020 với bản tin Mỹ quyết đánh gục đế chế hàng hải Trung Quốc. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.